Chào tất cả các anh em nhé. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em tàu thuyền, xe cộ, máy gặt, máy hút cát, máy cơ giới luôn luôn mạnh khỏe, công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi và may mắn nhá. Đây, lâu lắm rồi hôm nay lại có đơn, mấy ngày hôm nay chỉ thấy bán máy nhỏ thôi. Hôm nay thế nào lại có một đơn là hàng máy lớn, máy Hovo 375. Để nói về Hovo thì chắc là không có một cái cơ sở nào ở Việt Nam này có nhiều máy Hovo đẹp như cơ sở em cả, và có nhiều số lượng máy nhiều như cơ sở em cả. Thì hôm nay đây có anh Đạo ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Anh ấy sau buổi sáng anh ấy đi chọn máy quanh quanh đây nhưng không có chỗ nào có máy đẹp cả, không có chỗ nào máy ưng ý cả. Thì anh ấy đến cơ sở em và đã chọn mấy con máy, thì đã chọn được một con máy, chọn được một con máy 375, nói chung là con rất là đẹp. Thì đã chọn và quyết định lấy con này. Thì em cũng đã bảo là anh ơi, nói thật là đắt một tí nhưng tiền nào của đấy thôi anh em ạ. Đắt thì có cái giá trị của nó, cái giá trị của đắt, mà rẻ có giá trị của rẻ. Thì ở đây, đây là con máy Hovo 375 em đã chọn cho anh Đạo. Thì em sẽ giới thiệu qua cho tất cả anh em cũng biết. Con Hovo 375 này là vòng tua của nó là 2200 nhá. Mã lực của nó là 375 PS, 276 kW, 200 nhân lên là 375 PS, và lòng của nó là 1 tấc 27. Con này chuyên lắp vào đầu kéo này, đầu kéo 375 này, và cái loại dòng xe những anh em chạy mỏ Hovo đầu lạch ấy, đầu lạch anh em hỏng máy 371 này hoặc 420, anh em toàn lắp sang cái dòng 375 này hết anh em ạ, vì 375 này nó thuần máy và nó rất là khỏe nhá anh em nhá. Thì đây là con máy mà anh Đạo đã chọn và em đã cảo ra cho anh ý. Đây, em sẽ quay từng chi tiết một vì sao nó đẹp. Đây, anh em xem này, con heo của nó này, nguyên zin hết nhá, ốc nhái còn nguyên, tất cả những con ốc này còn nguyên hết là anh em này. Ốc nguyên zin hết là anh em này, bơm kim này, kẹp chì luôn nhá anh em nhá, kẹp chì luôn này. Kẹp chì luôn, bơm này. Máy nó chạy ít vẫn còn màu, cái màu xanh, cái màu lốc của nó vẫn còn rất là đẹp nhé mọi người nhá. Đây, máy nó chạy ít, cái lốc màu sơn của nó vẫn còn rất là mới. Cái giá trị sử dụng của nó còn rất là cao mọi người ạ. Đây anh em xem này. Tất cả ốc quy lát này, đây những cái củ gió này, tất cả con heo thứ còn đẹp lắm anh em ơi, cái màu sơn của nó đẹp long lanh luôn. Nó đều máy, nó không phải là chỗ xanh, chỗ đen anh em nhá. Đây, mọi người xem này, những con ốc quy lát của nó còn nguyên zin hết này, ốc quy lát nguyên zin này anh em này. Ốc quy lát nguyên zin nhá mọi người nhá. Thực sự là quá đẹp và rực rỡ luôn. Đây, anh em xem là ốc quy lát nguyên zin này. Đây, nhìn tổng thể con máy rất là đẹp luôn. Đấy. Đây. Những cái lắp cabo của nó này, con này bị vỡ mình phải thay vào anh em ạ, thay vào đấy. Nhưng còn lắp cabo nó còn rất là đẹp và mới. Đây mọi người xem, tất cả còn nguyên zin hết nhá. Máy còn đẹp lắm. Đây anh em xem là bên cái bên rè lốc bên này này. Bên rè lốc bên này này. Cái lốc của nó chạy ít này, nó còn xanh gì luôn nhá anh em nhá, xanh gì luôn. Xanh gì luôn mọi người ạ. Quá đẹp và rực rỡ luôn. Quá đẹp và rực rỡ luôn anh em ạ. Đấy, Hovo 375. Còn nó có hai đời 375, đời này là đời turbo làm sau này. Turbo làm sau, có một đời turbo làm giữa thì đời nó đời 25 26, còn đời này là 22 23. Đời nó thấp hơn một tí. Nhưng nó vẫn là lắp công suất nó như nhau hết nhá mọi người nhá. Máy cực đẹp luôn. Đây mọi người xem. Turbo tôi biết còn nguyên zin hết này, turbo còn nguyên zin hết. Turbo nguyên zin hết này, anh em xem này, cái tem giấy của nó ở cái bùa, cái đầu bao cô của nó vẫn còn nguyên zin này. Nguyên zin này. Đấy, lốc cực đẹp luôn nhá anh em nhá, máy quá đẹp và rực rỡ luôn. Đấy mọi người xem, em quay cho chậm chậm cho tất cả anh em cùng xem và biết. Đây, những con ốc đầu trục cơ nguyên zin hết, và theo yêu cầu của anh Đạo thì khi nào lủ xong và sẽ phải bổ và kiểm tra trục cơ cho anh ý nữa, rất là cẩn thận. Đây, hình thức của con máy này thì quá ok rồi nhá anh em nhá, quá ok rồi. Em sẽ test lổ con Hovo 375. Lòng 1 tấc 27. Vòng tua 2002, mã lực là 375 PS cho hai anh trai ở Cẩm Phả, Quảng Ninh nhá. Mua về thay vào con máy Hovo đầu lạch anh ạ. Ở dưới Quảng Ninh chỉ có mua Hovo về chạy mỏ thôi. Và thay vào Hovo đầu lạch. Đổ đi em. Chất luôn. Còn thế nào? Đó,
bỏ đây ra. Bỏ đây ra. Bỏ đây ra xem nào. Bỏ đây ra xem tắt không. Quá chất luôn. Ok cho xem. Ok. Theo yêu cầu là chỉ lố thế thôi ạ, anh em ạ. Đây, thợ máy là nhìn là biết rồi. Bây giờ sẽ đến phần kiểm tra trục cơ nhá anh em nhá. Kiểm tra trục cơ. Kiểm tra trục cơ. Phần lỗ máy đã xong nhá anh em nhá. Bây giờ nó đang bổ trục cơ đây. Cho các anh Giai ở Cẩm Phả Quảng Ninh nhá. Cẩm Phả Quảng Ninh thì quá nhiều hổ vồ anh em ạ, không phải bàn này. Xính giữ đi, xính rồi cho những hổ vồ đó là các chạy mỏ, các mỏ than đấy anh em. Các mỏ than, mỏ đá thì ở Quảng Ninh thì quá nhiều rồi. Rồi, con máy hổ vồ 375 quá đẹp và rực rỡ. Anh em cẩn thận quá, không phải kiểm tra trục cơ nữa. Máy này thì cho kiểm tra cả ngày cũng được. Được cứ cái lon nước nó không lên anh. Thế anh đấy anh nhảy đi được. Sợ nhỉ. Bạc thì chưa có một vết gợn nhá, trắng tinh luôn. Máy nó còn nguyên thì chả có nghĩa lý gì không được. Ừ, chắc không phải tháo ra được nhỉ. Đây cột lên này. Quá đẹp. Trắng tinh nhá, chụp kìa. Trời xem làm gì bạc nó như thế, em cũng chả buồn xem, bọn anh thích khi thích xem thì xem. Đối với em. Sửa lại á. Thế mà em thấy em bán có những ông về phát lắp thêm xe luôn. Như này, anh ở như này chạy không được về. Về anh cho một cái can dầu dầu ấy vào, xong rồi mình lỗ xả ấy đi, cho như rửa ấy. Xúc tí lẫn hòa lẫn tí dầu đi, anh thấy người ta hay làm như vậy. Anh quên theo ơi, công ty có oxy rồi đấy, anh bảo nó mang cho em nhá. Chứ không mượn nào. Bổ trục cơ. Vừa rồi là đã lỗ xong rồi nhá, và bây giờ đã bổ kiểu trục cơ kiểm tra xong con máy hổ vồ 375 cho ba anh trai ở Cẩm Phả Quảng Ninh. Quá đẹp và rực rỡ luôn. Thì cả con máy đẹp nhất bãi rồi đấy. Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn các anh đã đến cơ sở em ủng hộ, và cũng xin chúc mừng các anh vì mua được con máy rất là đẹp rồi. Chúc cho các bác về dùng thật bền, dùng thật tốt nhá. Kiếm thật nhiều tiền. Mong sao nó thật khỏe vào. Để anh em mình gặp nhau và con khác chứ không phải con này. Xin chân thành cảm ơn nhá. Và cũng cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ Động Cơ Ô Tô Hưng Thịnh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.